Anh uống đi. Cảm ơn em. Ly này sẽ giúp anh tỉnh táo hơn á. À anh, hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn anh không còn miếng sức sống nữa. Không được, anh phải đi làm. Vậy mình đi chung ha. Anh muốn ngồi nghỉ cho tỉnh táo một chút. Em đi trước đi. À, tối qua em làm cách nào đưa anh về nhà được vậy? Anh say quá không nhớ gì hết. Hồi tối em gọi cho anh quá trời mà anh không bắt máy. Anh hứa là dành thời gian cho em mà sao. À, anh chỉ muốn thư giãn một chút thôi. Anh muốn quên đi những cái chuyện không vui. Cuối cùng đã uống hơi quá chén. Em biết là anh yêu em. Anh làm việc rất là mệt mỏi. Thời gian này lúc nào anh cũng căng thẳng hết. Anh cần được nghỉ ngơi. Nhưng mà mình có thể thư giãn cùng nhau mà. Như vậy sẽ tốt hơn á. Ừ, được rồi. Anh sẽ sắp xếp dành buổi tối hôm nay cho em. Thiệt hả anh? Ừ. Vậy thôi em đi làm trước nha. Ừ. Anh chưa tỉnh rượu hả? Tôi chưa tỉnh lắm. Xin lỗi nhưng ngày hôm qua tôi đã cản anh nha. Có gì đâu, tôi lớn rồi, phải biết tự kiểm soát bản thân chứ. À, cảm ơn anh nha, vì đã lắng nghe tôi. Đừng khách sáo, sau này có cần tâm sự thì cứ gọi cho tôi. Cái khăn choàng đâu rồi? Dạ cô mới về. Ừ. Ủa mọi người đi hết rồi hả chị? Dạ ông bà chủ đi gặp bạn. Cô Ngọc Dân thì chưa có về. Còn cậu thì đang trong phòng đó cô. Ờ vậy thôi tôi vô phòng nha. Dạ. Anh yêu, em về rồi nè. Xin lỗi anh nha, em về hơi trễ. Em đã chọn được một món quà thật tuyệt vời cho chồng của em. Quà của anh nè. Anh mở ra coi đi. Em đã chọn rất là lâu luôn á. Anh coi nè, đẹp chưa? Màu này rất là hợp với anh. Chiếc khăn len em tặng anh, để trong tủ quần áo đâu rồi? Ủa sao vậy? Cái này là sao? Lúc mà em sắp xếp đồ trong tủ, cái khăn bị dán cắn rách hết trơn. Em bỏ rồi. Cho dù có rách thì nó vẫn là vật kỷ niệm của anh. Em xin lỗi. Em biết cái khăn này rất là quan trọng với anh. Em cũng đã mua khăn mới bù cho anh rồi mà. Không thích thì thôi. Anh cảm ơn em vì em đã mua quà tặng anh. Nhưng mà chiếc khăn đó rất quý giá đối với anh. Chính tay em đang tặng cho anh.
và nó đã cùng anh trải qua những ngày tháng không có em bên cạnh. Em không hiểu điều đó sao Minh Anh? Em xin lỗi, em cũng rất là quý chiếc khăn đó, nhưng mà nó bị gián cắn hết rồi, em phải đành bỏ thôi. Lạ thiệt, cả tủ đồ mà gián chỉ cắn mỗi chiếc khăn đó. Ba má đã chuẩn bị đồ xong chưa? Có cần cô phụ gì không? Cảm ơn con gái, má với chị Mười soạn xong rồi. Vậy con chúc ba má có một chuyến du lịch thật là vui vẻ và thú vị. Cảm ơn con. À, ngày mai để con đưa ba má ra sân bay. Không cần đâu con. Chuyện con cần làm bây giờ là chỉnh đốn lại mối quan hệ của hai đứa. Ba không muốn thấy hai đứa cứ mặt nặng mặt nhẹ trong nhà này đâu. Dạ, con xin lỗi ba má. Dạ, con xin lỗi. Hai đứa yêu nhau lắm cơ mà, tại sao cưới chưa lâu đã nay giận mai hờn như vậy hả? Dạ, con xin lỗi ba má vì đã làm cho ba má phiền lòng. Ba má cứ đi chơi vui vẻ đi, vợ chồng con hứa là sẽ sửa đổi mà. Nói được, làm được đó nha. Dạ. Sự thật hả? Không bao giờ. Tôi đã mạo hiểm như thế nào để có được ngày hôm nay, tôi không có dễ dàng từ bỏ đâu. Anh trả thù đi. Tôi không có sợ anh đâu. Anh nghĩ anh là ai? Anh có quyền gì? Số phận của tôi là do tôi quyết định, anh không có quyền hủy hoại nó. Tôi đang có một cuộc sống rất là tốt đẹp vì tôi xứng đáng với nó. Anh nên nhớ, nếu như mà anh dám làm hại tôi, gia đình của anh sẽ phải trả giá. Sao anh nhìn em hổng chớp mắt vậy? Anh đang nhớ về nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Hôm ấy trời cũng đổ mưa, anh và em nắm tay nhau cùng tìm chỗ trú mưa, nhưng không được. Tụi mình mắc mưa ướt nhem hết, vậy mà không đứa nào cảm thấy lạnh. Anh à, anh cứ mãi nhớ về những chuyện trong quá khứ, trong khi em vì vụ tai nạn đó em đã không thể nào nhớ hết. Em cảm thấy rất là buồn. Chúng ta cùng nhau xây dựng những kỷ niệm mới, được không anh? Được rồi, anh cũng không muốn khoảng cách giữa chúng ta mỗi ngày một lớn. Tôi thật không hiểu tại sao chị Minh Anh lại không thích tôi. Lần nào gặp tôi, chị cũng tỏ ra khó chịu. Nhưng mà mọi người đều nói trước kia chị ấy rất thương tôi. Cho dù tôi có quá quắc cỡ nào, chị đều dịu dàng với tôi. Mà giữa chị và anh Hải Đăng đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy tất cả mọi người đều rất lạ. Mỹ Anh, trời ơi, con không biết được đâu. Con bé Bông á, nó làm mà cô kinh ngạc dễ sợ luôn á. Không biết ai dạy nó mà nó nói chuyện như bà cụ non vậy á. Ủa, con đang làm gì hả? Út xin lỗi nha. À, dạ không. Hả? Con chỉ đang viết nhật ký thôi. Hả? Con viết nhật ký? À, dạ. Trời ơi, chuyện lạ à nha. Viết nhật ký. Hồi xưa á, còn Minh Anh là nó chuyên viết nhật ký, nó viết từ nhỏ luôn á. Lúc đó con đâu bao giờ chịu viết đâu.
Mà hả, giờ tự nhiên thấy con ngồi con viết nhật ký, chuyện lạ đời gì đâu á. Với lại hồi đó con còn nói nó là làm ba cái chuyện tào lao nữa. Vậy là lúc đó con sai rồi đó Út. Bây giờ con thấy viết nhật ký vui lắm. Ủa vui hả? Ủa mà nãy Út kể con nghe chuyện gì đó của bé Bông. Út kể tiếp con nghe đi. Trời đất ơi, để Út kể cho con nghe. Út nói thiệt đó nha. Trời ơi, Út thấy hả dạ gì đâu á con. Cái con mẹ đó xách cái nón quải 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 đi về. Trời ơi, công nhận con bé Bông nó còn nhỏ mà nó. Minh Anh, anh đỡ em. Em có sao không? Minh Anh, nè, em có sao không? Dạ không. Trời, chân em chảy máu rồi kìa. Mọi người, chuẩn bị xe đưa Minh Anh tới bệnh viện nhanh lên. Đúng rồi, không thôi là Minh Anh bị rồi. Sao chỉ có vẻ vui vậy? Sao Minh Anh tức giận vậy ta? Cũng may là mọi người không sao hết. Chứ nó chậm một bước á, chắc là cả hai đều bị thương rồi á. Ừ, mà Mỹ Anh công nhận xả thân ha. Cô ấy không màng tới thân mình mà lao tới đỡ. Mà cô ấy phản ứng cực kỳ nhanh. Nhưng mà điều thú vị nhất á là có sếp Hải Đăng của mình ở đó nữa. Sếp lao tới chỗ Mỹ Anh nha, rồi bế cô ấy lên xe đưa tới bệnh viện nữa chứ. Sao kỳ lạ vậy? Hay là có khi nào sếp của mình chán vợ không ta? Tại sao có vợ đó mà không lo cho vợ trước mà lại lo cho em vợ trước vậy? Nếu như tôi là Minh Anh á, thấy chồng của mình mà không đem xỉa tới mình thì sao ta? Chắc là tủi thân lắm đây. Mấy người đừng có nói bậy bạ. Vợ của giám đốc được an toàn là nhờ Mỹ Anh đó. Giám đốc đúng là một anh rể tốt. Ừ, Mỹ Anh bị chảy máu nhiều nè, còn vợ của giám đốc đâu có sao đâu. Chị Minh Anh, chị không sao chứ? Không sao. Dạ, đi thôi, đi, nhanh lên. Ai mượn chị giúp đỡ tôi? Tại sao chị cứ phải quên mình vì người khác vậy hả? Tôi đã biến chị thành Mỹ Anh rồi, thì chị hãy hành động sao cho giống với Mỹ Anh đi chứ. Tại sao chị không chịu hiểu vậy hả? Chị đâu phải là cô gái Minh Anh hiền lành, mà cô gái đó là tôi. Tại sao chị cứ phải làm tôi cảm thấy tệ hại như vậy hả? Tại sao? Sao rồi? Em có ổn không vậy? Em xin lỗi, em là phiền hai anh rồi. Phiền cái gì chứ? Em đó, liều lĩnh lắm. Em không sợ bị thùng hàng rớt trúng đầu hả? Lúc đó em đâu có kịp suy nghĩ gì đâu anh. Với lại chị Minh Anh, chị cũng hoảng lắm á. Em còn đau lắm không? Dạ không, chỉ hơi hơi thôi à. Anh đưa em về nha. Tôi không cần đâu anh. Em còn một số việc chưa làm xong ở công ty. Với lại anh cũng phải về công ty coi chị Minh Anh sao mà. Hai chúng ta về công ty luôn nha. Nhưng mà chân em như vậy. Em đã nói là không có sao rồi mà. Hồi nãy anh không nghe bác sĩ nói hả? Chỉ là xây xát ngoài da thôi. Hai anh đừng có như vậy mà, em ngại lắm. Đi, từ từ thôi. Nhắm đi làm được không đó? Được. Minh Anh, Minh Anh, em có sao không hả? Em, anh cần quan tâm tới em hả? Em không sao, cảm ơn anh.
Mỹ Anh à, đưa cho anh. Em làm được mà. Được cái gì mà được. Tao nói cái chân đau thì nghỉ ở nhà đi, cứ ngoan cố rồi đi làm. Em bớt đau chưa? Chân của em không có sao mà, anh đừng có lo. Anh để em làm đi, em photo xong sắp tài liệu này rồi em về. Nhưng mà anh không yên tâm đó. Thôi để anh làm giùm cho. Em đã nói em làm được mà, anh lo việc của anh đi. Ok cũng được, nhưng mà phải cẩn thận nha. Lát hồi xong việc anh chở em về. Dạ. Em đi nha. Anh bị làm sao vậy anh hai? Sao anh chỉ chăm chăm lo cho Mỹ Anh thôi, chẳng hỏi thăm một tiếng nào tới chị Minh Anh hết. Anh có biết nãy giờ mọi người bàn tán xôn xao ngoài kia không? Mọi người chỉ làm quá lên thôi. Rõ ràng là vợ anh không sao, trong khi Mỹ Anh thì đang chảy máu. Mỹ Anh vừa là người nhà, vừa là người cứu vợ anh. Anh lo lắng cho em ấy là chuyện bình thường thôi. Em biết rồi, nhưng mà anh cũng phải... Thôi được rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm được chưa? Anh không giống anh một tí nào hết. Mình đã không giống mình sao ta? Ngồi xuống đi. Em cảm ơn anh. Giờ con thấy sao rồi? Dạ con không có sao đâu má, chỉ là vết thương nhỏ thôi à. Anh rể cũng đưa con vô bệnh viện khám rồi. Má với anh đừng có lo lắng quá. Đúng lý ra má không cho con tới đó làm đâu. Ờ phải rồi, hay để má nói với Hải Đăng nghe, cho con làm việc gì mà đừng có chạy tới chạy lui, ngồi văn phòng thôi cũng được nữa. Dạ thôi má, đừng có làm như vậy phiền anh rể lắm. Con cũng đâu có chuyên môn gì đâu mà đòi hỏi người ta, kỳ lắm. Nhờ cô Mỹ Anh cho nên Minh Anh mới không bị làm sao đâu bác. Vậy mà nãy giờ nó không chịu nghe điện thoại của bác. Chắc chỉ đang bận công chuyện gì đó má. Ờ dạ, con xin phép bác, con về công ty làm việc. Ờ, khoan khoan đã. Vậy thôi, con cho bác quá giang vô trong đó để thăm con gái của bác nha. Chứ bác cũng lo cho nó lắm, mà chắc nó cũng hốt hoảng dữ lắm đó. Dạ. Má tới đây làm gì vậy? Con để điện thoại ở đâu vậy hả? Má gọi bao nhiêu cuộc mà con không chịu nghe máy. Con bận mà. Bận cái gì thì ít ra cũng phải trả lời cho má một tiếng để má yên tâm. Con có biết là má lo cho con lắm không? Con có bị gì đâu mà má lo. Đúng là con không bị gì, nhưng mà chị của con nó phải tới bệnh viện để kiểm tra đó. Con không hỏi thăm được một câu hay sao? Con đã nghe mọi người nói về tình trạng của chị ấy rồi, còn hỏi thăm chi nữa cho phiền phức. Con có thể nói như vậy với người đã cứu con đó hả? Là ông trời cứu con. Má đừng có nghe người khác nói bậy bạ nữa. Mỹ Anh, con không thể nào đối xử với người chị tội nghiệp của con tốt hơn một chút được hay sao? Má à, má muốn con phải tốt như thế nào nữa? Đâu phải con ép chị vô đây làm công việc hèn mọn đâu. Con đã muốn đưa chị đi du học rồi mà. Tất cả là do chị lựa chọn thôi. Không phải má muốn nói như vậy. Ý của má là Con có thể gần gũi với chị của con được không? Ờ, chẳng hạn như là cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi nha con. Con bận lắm. Má làm ơn đừng có làm phiền con về những cái chuyện lặt vặt như vậy nữa. Chuyện lặt vặt là sao? Mỹ Anh, con ngày càng quá đáng lắm rồi. Nếu con không chịu sửa đổi bản thân thì mọi thứ
nó sẽ sớm đổ bể ra, không chờ tới lúc chị của con phục hồi trí nhớ đâu. Thôi đủ rồi, má làm ơn đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Con đã quá mệt mỏi khi má nhắc tới chuyện đó. Má làm ơn để con sống với. Bây giờ con bận việc rồi, má làm ơn đi về đi. Má biết rồi, má về đi. À, tối nay anh định đưa em ra ngoài ăn, nhưng mà anh lại có cuộc hẹn đột xuất với đối tác rồi. Một lát nữa em chịu khó về nhà ăn với Ngọc Dân nha. Dạ. À anh. Ừ? Bên tạp chí Doanh Nhân mới gọi em á, họ xin ngày mai phỏng vấn. Phỏng vấn hả? Ừ. Phỏng vấn gì? Ừ, chắc là họ hỏi mấy chuyện thường ngày thôi. Ủa, Diệp Lâm gửi cái gì anh xem không hiểu vậy ta? Kỳ lạ quá. Diệp Lâm gửi anh gì? Giống như là hình siêu âm của thai nhi vậy đó. Nè, em coi thử coi. Sao? Không sao hết. Chắc anh gửi lộn á. À, chắc vậy. Hay là Mỹ Anh có thai hả ta? Mỹ Anh có nói với em không? Hả? Không thấy nó nói gì hết. Cũng đúng, mối quan hệ của hai người đó hiện tại cũng chỉ là bạn bè thôi. Chắc là Diệp Lâm gửi lòng rồi. Anh ta đúng là điên rồi. Giờ mình phải làm sao đây? Anh dừng xe cho em xuống đây đi. Sao em lại muốn ghé đây? Dù sao anh cũng bận đi gặp đối tác, em ở nhà một mình cũng buồn, nên thôi em đi mua đồ để giết thời gian. Vậy cũng được. Em cứ làm cho xong cái bản kế hoạch đi, làm xong thì báo cho anh biết. Hôm nào rảnh đi uống cà phê nha. Ok. Cô vô đây được vậy? Anh không thay ổ khóa, tôi dùng chìa khóa cũ của tôi. Sao anh gửi tấm hình đó cho chồng tôi? Cô sợ hả? Tôi mà biết sợ hả? Không có đâu. Vậy cô tới đây làm gì? Anh chưa quên được tôi đúng không? Cô đề cao mình quá. Cái đó đâu phải là hình của cô. Cái đó là hình của Mỹ Anh. Không phải cô nói cô không phải Mỹ Anh sao? Anh nghĩ là anh có thể yêu được chị tôi sao? Đó không phải là điều cô muốn hả? Chị ấy có thể có gương mặt của tôi, nhưng người anh yêu đang đứng trước mặt anh đó. Vậy sao? Diệp Lâm, chúng ta đã từng yêu nhau,
anh và tôi đã từng sống chung như vợ chồng. Nếu như không có chuyện xảy thai, có lẽ là giờ này chúng ta đã có một đứa con. Diệu Lâm, tôi đã từng nghĩ là tôi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh, nhường nhịn gia đình anh. Tôi có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng những gì tôi cất công xây dựng đều đã bị anh đạp đổ không thương tiếc. Rồi đứa con cũng bỏ tôi mà đi. Có lẽ nó cũng không muốn vì nó mà tôi với anh phải gượng ép ở cạnh nhau. Sự ra đi của nó chính là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của chúng ta. Tôi đã phải trải qua mười mấy cuộc phẫu thuật mới có được gương mặt này, có được vị trí này. Tôi xin anh, xin anh đừng. Tôi biết là tôi có lỗi với cô. Tôi biết là tại vì tôi mà cô mất đi gia viện của mình. Tôi đã cố gắng tìm tất cả các mối quan hệ để tìm cho cô một gia viện mới, để bù đắp cho cô. Tôi biết chứ. Tôi biết anh luôn muốn mang lại cho tôi những điều tốt đẹp. Nếu như không có gia viện đó thì đâu có xảy ra cớ sự. Ngày hôm đó khi đạo diễn gọi thử vai, tôi đã rất mừng. Tôi nghĩ rằng nếu như buổi casting diễn ra thành công tốt đẹp, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả mọi thứ, sẽ quay về bên anh. Vì muốn tạo ấn tượng tốt, vì muốn nắm chắc vai diễn nên tôi mới đổi trang phục với chị ấy. Tôi cũng đâu có muốn tai nạn xảy ra đâu. Tôi cũng đâu có cố tình đánh cắp thân phận của chị ấy đâu. Nhưng tất cả, tất cả là sự sắp đặt của ông trời. Mà anh, chính anh là người gián tiếp nhúng tay vào sự sắp đặt đó. Đừng có bao biện cho bản thân của mình. Tất cả là do sự ích kỷ của cô. Không có sự sắp đặt nào ở đây hết. Tất cả là do cô lựa chọn, là do cô. Diệu Lâm, tôi xin anh đó, hãy xem như đó là điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm cho tôi đi. Lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc, tôi đâu có làm gì sai. Hạnh phúc? Cô nghĩ cô sẽ có được hạnh phúc sao? Hả? Chỉ cần anh buông tha cho tôi, anh đừng làm gì đụng tới tôi nữa, anh Hải Đăng nhất định sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc. Phải, anh Đăng chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho mình anh. Nhưng cô thì không. Bởi vì cô không phải là Minh Anh. Cô là Mỹ Anh. Cô là Mỹ Anh, cô nghe rõ chưa? Người như cô chẳng có gì ngoài thủ đoạn hết. Nhưng kẻ như cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Không bao giờ đâu. Diệt Lâm, tôi xin anh đó. Tôi không có muốn làm hại tới anh, không có muốn làm hại tới gia đình anh. Tôi xin anh hãy tha cho tôi đi mà. Cô đi về đi, đừng có gian xin tôi vô ích. Tôi không về, tôi nhất định không về đâu.
đã từng nghĩ là tôi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh, nhường nhịn gia đình anh. Tôi có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng những gì tôi cất công xây dựng đều đã bị anh đạp đổ không thương tiếc. Minh Anh, dậy đi em. Hải Đăng, anh tới rồi hả? Mình về nhà thôi em, anh đưa em về. Thôi, em còn muốn uống nữa mà. Em say rồi, uống cái gì nữa, đi về. Cho em uống nữa đi. Tất cả là tại anh. Tôi ra nông nỗi này là tại anh hết. Tại sao anh cứ làm khổ tôi hoài vậy? Làm ơn đi, anh đừng có làm tôi bị khủng hoảng tinh thần nữa. Làm ơn. Ủa má, con cứ ngủ tiếp đi, má bóp chân cho con nha. Dạ thôi, con không có sao đâu mà, má đừng có lo cho con. Nè, nghe má dặn, con không có được thức khuya nữa nha, chứ tối nào má cũng thấy con thức tới khuya hết á. Con phải giữ sức khỏe cho con nữa chứ, nghe không? Dạ. Em bị uống rượu từ khi nào vậy? Lại còn uống rất nhiều nữa. Em xin lỗi. Tại sao em lại uống nhiều tới vậy? Tại vì em muốn thư giãn chút thôi. Em mời chị cứ nghỉ ngơi đi. Anh tới công ty đây, anh còn có cuộc họp. Hải Đăng, anh... em xin lỗi. Em mày bị làm sao vậy? Sao mày lại để anh ấy thấy bộ dạng say xỉn của mình như vậy chứ? Thưa má, con mới về. Ủa, có việc gì mà con tới sớm vậy? Con đi làm tiện đường nên con ghé qua. Minh Anh, con tới rồi đó hả? Cô Út khỏe không? Trời, Út khỏe đẻ à. Út đâu có làm gì đâu mà không khỏe. Sao con tới sớm vậy? Tới trễ chút kia Út nấu cơm ăn cơm trưa luôn. Con tới thăm Mỹ Anh. Mỹ Anh. Chị. Chân của em sao rồi? Dạ em không có sao hết, chỉ là bị trầy nhẹ thôi. Sao không chịu lo chuyện của em, còn chạy lung tung tới đó nữa? Em cầm đi. Cái này là... đây là tiền người chị sinh đôi cho em đó. Dạ thôi, em không lấy đâu. Em đâu có cần đến mấy cái này, tiền lương của em cũng đủ rồi mà. Sao lại không cần? Em cần tiền để làm tóc nè, mua sắm quần áo mới,
Em cứ mặc mấy bộ đồ như vậy hoài, không sợ người ta cười hả? Dạ, em không lấy tiền của chị đâu. Với lại em có tiền mà, chỉ tại em không thích mua thôi. Hay là em chia ít? Dạ không, em không có ý đó. Không có ý đó, vậy em cầm đi. Cầm tiền rồi nghỉ ngơi cho thiệt khỏe, khi nào khỏe thì hãy đi làm. Đây là lần đầu tiên chị cho tiền em, em định từ chối hả? Ủa, sao chị nói trước đây chị đã từng cho em tiền rồi mà. Với lại chị còn trả nợ cho em nữa. Chị đã kể với em như vậy mà. À, ý chị là sau vụ tai nạn á. Dạ, chị nói như vậy rồi thì em nhận. Em sẽ đưa số tiền này cho má. Em ngốc quá. Hai đứa đang sáng nè. Dạ. Mình đi chị. Bé Bông, ăn đi con. Ăn nhiều cho mau lớn nghe không? Ăn xong cái cô Út chở con đi học ha. Dạ. Má ơi, mang giò chó quẩy đi má. Ừ. Nếu mà má biết con về á, là má nấu món ngon nhất cho con. Thôi con ráng chịu khó ăn chút nghe. Ráng ăn đi con. Hay là con chê đồ ăn nhà mình không ngon bằng đồ ăn bên phía nhà chồng con. Ủa? Dạ không, con cũng nhớ đồ ăn của má với cô Út làm lắm. Thiệt hả? Vậy thì con ăn nhiều một chút nghe. Dạ. Đã lâu lắm rồi nhà mình không có ngồi ăn sáng chung với nhau như vậy. Thiệt là vui phải không má? Minh Anh, Minh Anh, con sao vậy? Bộ con với Hải đang cãi nhau phải không? Dạ không. Thế gì? Con đang rất là vui. Con vui chuyện gì? Thì mọi thứ, gia đình mình được bên nhau như vậy. Con nhớ lại những chuyện trước kia. Con kìa, con làm cho cô Út xúc động, cô muốn khóc theo con luôn vậy đó. Thôi ăn đi con. Chị ơi, chị đừng có khóc nữa. Chị mà khóc là bị lem mắt đó. Đồ ăn của Út nấu ngon lắm. Thiệt hả? Vậy con ăn thêm đi nha. Này là tại anh hết. Tại sao anh cứ làm khổ tôi hoài vậy? Làm ơn đi, anh đừng có làm tôi bị khủng hoảng tinh thần nữa. Làm ơn. Trước đây mình rất yêu cô ấy mà, sao bây giờ lại có cảm giác xa lạ tới vậy chứ? Không được, mình không thể để cuộc hôn nhân của mình tới bờ vực thẳm được. Không được.
Là anh đây. Em ăn trưa chưa? Tụi mình đi ăn cùng nhau nha. Cũng được. Cô gái xinh đẹp, tôi muốn gặp em. Tranh thủ giờ nghỉ trưa nay tới gặp tôi nha. Alo. Tôi đang bận lắm, không tới được đâu. Bữa khác nha. Không được, em phải tới gặp anh ngay. Nhưng mà tôi đang không có thành phố. Không may cho em rồi. Lúc nãy anh vừa thêm lên taxi. Thôi mà, đừng có để mất thời gian cho cả hai. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Nếu em không tới thì chuyện gì sẽ xảy ra em tự hiểu đó. Bye. Nè, khốn nạn. Em xin lỗi, em có việc đột xuất không thể ăn trưa với anh được rồi. Anh đừng giận nha, lát về em sẽ nói chuyện với anh sau. Chúc anh ngon miệng. Anh vừa phải thôi. Sao anh cứ bắt tôi phải tới gặp anh theo yêu cầu của anh mà không nghĩ tới cái khó của tôi vậy? Tại vì em thôi. Lần trước em nói em bận, hứa sẽ liên lạc lại với anh sau. Nhưng sau đó em lặng mất tâm luôn. Cho nên từ giờ anh không tin em nữa. Anh làm ơn đi, tôi còn có chồng, có gia đình nhà chồng. Tôi phải giải thích với họ như thế nào nếu mà tôi cứ đến gặp anh bất kỳ lúc nào anh muốn. Em là cô gái thông minh kia mà. Em sống với thân phận của một người khác tới tận bây giờ mà không ai phát hiện, thì xá gì những cái chuyện cỏn con đó, đúng không? Anh... Sao không ăn cơm mà ăn bánh mì vậy? Dạ lâu lâu em đổi món. Chân em sao rồi? Đỡ chưa mà đi làm rồi? Anh đã dặn cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Sợ anh trừ lương hả? Dạ không có, chân em khỏe rồi mà. Anh ngồi được không? Dạ. Em cũng hứng thú với marketing nữa hả? Dạ đúng rồi. Em không hiểu sao em thấy nó rất là thú vị. Em tình cờ đọc được cuốn sách này của chị Minh Anh là bị thu hút liền. Em đã đọc được nửa kệ sách của chị rồi đó. Em thật giống với chị em trước kia. Vào đi. Anh à, anh đang giận em hả?
Em đã nói là em có việc bận đột xuất nên không đi ăn trưa với anh được. Anh không thông cảm cho em được hả? Việc đột xuất của em là việc gì? Em có một người bạn bị thất tình. Cô có ý định tự tử, cho nên em phải vội vàng chạy lại khuyên can. Em làm như vậy là đúng đúng không anh? Lúc mà cổ gọi cho em, cổ rất là tuyệt vọng. Em không thể nào làm ngơ mà đi ăn trưa với anh được. Em cũng không có đủ bình tĩnh để gọi cho anh. Anh coi nè, em vừa mới cứu một mạng người, nhưng mà em sắp chết gì đó rồi nè. Bạn của em là ai vậy? Anh không biết đâu, nhưng mà để hôm nào em giới thiệu hai người với nhau nha. Còn bây giờ em đói bụng lắm rồi, mình đi ăn trưa được không anh? Bây giờ anh có cuộc họp rồi, em đi ăn một mình nha. Sao anh cứ họp suốt ngày vậy? Em buồn lắm đó. Alo, tôi nghe. Tôi sẽ tới đúng giờ. Hẹn gặp lại anh. Anh đi nha. Anh à, nhưng mà anh hết giận em chưa? Vợ của anh vì cứu người mà quỷ cuộc hẹn với anh, làm sao anh giận em được? Em cảm ơn anh. Mà dạo này tinh thần của em yếu lắm đó. Em ngủ cứ khóc mớ hoài à. Em nói cái gì mà tất cả là tại anh. Tại anh mà tôi thành ra như vậy. Gì nữa? À, sao anh cứ làm khổ tôi hoài vậy? Anh cứ khiến tôi bị khủng hoảng tinh thần gì đó. Sao vậy? Bộ anh làm em giận lắm hay sao mà trong lúc ngủ cũng la mắng anh vậy? Trời ơi, chết em rồi. Anh giỡn đó. Thôi anh đi nha. Sao mình có thể nói ra những câu ngu ngốc như vậy trong lúc ngủ chứ? Chị Hai. Ừ? Chị tính sổ hả? Ờ. Con. Dạ. Con có chai dầu thơm nào mà nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng, mà nó quý phái, mà nó kêu xa không? Cho Út mượn Út xịt miếng đi. Dạ không có rồi, con không có xài dầu thơm. Nhỏ này ngộ ghê á. Hồi trước có nhiều tiền á là con đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm, rồi dầu thơm hết trơn à. Tự nhiên giờ không có gì hết trơn là sao? Dạ con cũng không biết. Tự dưng bây giờ con thấy không thích xài nữa. À đúng rồi, ở trong tủ con thấy còn một chai, không biết của con trước đây hay là chị Minh Anh để lại nữa. Út lấy xài đi. Thiệt hả con? Dạ. Cô Út hả? Tối nay cô Út đi chơi với chú Phúc đúng không? Đâu có đâu. Mà tại vì cô Út nói là mà lâu quá rồi cô Út không có đi xem phim. Cái chú Phúc nói là để chú Phúc dẫn cô Út đi xem phim, nên là vậy đó. Chứ cô Út không có muốn đâu. Vậy á. Đúng rồi, cô Út làm lụng cả ngày vất vả lắm rồi, cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi giải trí chứ. Con nói cô Út mà con không nghĩ tới con gì hết á. Lâu lắm rồi Út không thấy con đi chơi với cậu Việt Lâm á nha. Dạ, cũng phải để cho anh Việt Lâm có bạn gái chứ cô. Chứ có kè kè ở bên con vậy hoài thì cô gái nào dám để ý tới ảnh. Con. Dạ. Bộ con không dành một chút tình cảm nào cho cậu Việt Lâm hết hả? Dạ không. Nhưng mà con với anh Việt Lâm nói chuyện rõ ràng với nhau hết rồi, má đừng có lo. Hình dạng của nó có thể thay đổi, nhưng trái tim của nó, tình yêu của nó vẫn không thay đổi. Rồi đây. Má. Hả? Sao con? Cô Út với chú Phúc cũng không có còn trẻ nữa, mà hai người thương nhau thật lòng. Hay là mình tổ chức đám cưới cho cô Út với chú Phúc nha. Má cũng tính nói vậy đó. Cô Út. Dạ.
gì chị hai? Cô Út nói với chú Phúc đi, nếu như mà hai người nghiêm túc á thì báo cho chị hai biết, chị hai làm đám cưới cho tụi em. Thiệt hả chị hai? Sao không thiệt? Vậy là em có chồng rồi chị hai. Trời ơi, em cảm ơn chị hai. Con nhỏ này thiệt. Anh đố ai nhìn vô mà biết em á, Thiên Kim tiểu thư, con gái của chủ tịch tập đoàn K&D đó. Cành vàng lá ngọc là bây giờ người ta phải ngồi trong nhà hàng 5 sao nè, ăn sơn hào hải vị, xung quanh là phải mười mấy 20 vệ sĩ, chứ ai mà ngồi công viên ghế đá ăn bánh tráng trộn vậy? Có bị bình dân quá không vậy? Kệ đi, em vậy á, chứ giờ mấy cái kiểu cách em chán lắm rồi. Thiệt không? Ừ. Thì là ghét kiểu cách không? Anh nhớ không lòng là lần đầu tiên anh gặp em là em hơi bị ra vẻ đó nha. Lúc đó anh còn có suy nghĩ là cái cô này mà là con của chủ tịch đó thì chắc nhân viên bị hành cho ra bả hết luôn á. Ai biểu lúc đó em đổ lỗi cho anh xong rồi anh nhận luôn, nên là em đựng nước làm tới chứ không sao. Em kinh đây cãi lộn với con gái hả? Mà còn là một cô gái không biết lý lẽ nữa. Gì? Sao làm được, anh không làm được. Anh nói em không biết lý lẽ hả? Thì em không biết lý lẽ thiệt mà, anh đâu nói sai đâu. Ôi da, trời, đau. Nè. Anh chết với em nè. Nè, chưa gì mà đánh ta rồi. Đúng là không biết lý lẽ thiệt mà. Nè, không biết lý lẽ. Trời ơi. Nè. Còn né nữa. Nè, thôi được rồi. Wow, bà má đi chơi mới có một tuần về mà nhìn trẻ ra ha. Anh hai có thấy giống em không? Đúng đó, bà má không những trẻ ra mà còn tràn đầy năng lượng nữa. Vậy thì anh em mình phải sắp xếp mỗi tháng cho ba má một chuyến du lịch, Ngọc Vân ha. Em đồng ý. Được rồi, ba theo mình vất vả bao nhiêu năm nay cũng đủ rồi. Ba sẽ giao mọi việc lại cho các con. Dạ. Sau đó bà sẽ dắt má đi chu du khắp thế giới. Anh hai thấy chưa, cuối cùng thì hai anh em mình cũng không thể nào bằng má được. Trong lòng ba, má là nhất. Chứ làm sao? Thôi, đừng có chọc ghẹo ba má nữa mà. Nè. Dạ. Có quà cho mấy đứa đó. Có quà luôn hả má? Quà luôn. Mười ơi. Dạ. Bà nói nghe, con vô phòng bà lấy cái túi bà để trên bàn phấn, mang xuống đây cho bà nha. Dạ. Wow. Đẹp quá má, con thích lắm luôn á. Vậy là được rồi. Bà má quên của con hả? Làm sao mà quên được con gái út chứ. Đây nè. Trời ơi, ngay cái mùi con đang thiếu luôn á. Má lựa cho con hả? Má ra ý tưởng thôi, ba lựa. Đúng là chỉ có ba mới hiểu ý con. Biểu hiện của tình yêu đó con. Con cảm ơn hai tình yêu to bự của con nha. Được rồi. À, còn đây cũng 10 nè con. Nè. Dạ, con cảm ơn ông bà. Ướm thử coi. Cũng vừa đó chứ. Lựa mãi mới ra cái size nhỏ đó. Người nhỏ nhỏ vậy khó mua lắm. Con thích lắm luôn á. Sao mình điên thiệt rồi, mình đang nghĩ cái gì vậy? Sao mình lại có thể là chị Minh Anh được chứ? Mình điên thiệt rồi. Anh.
Em đi trước nha. Lát nữa em có cuộc phỏng vấn, em còn phải ghé tìm làm đẹp nữa. Anh ở nhà ăn sáng rồi đi sao nha. Em nhận lời phỏng vấn của phóng viên à? Ồ, sao lại không? Em thấy đâu có gì xấu đâu. Hôm qua em nói với anh rồi mà. Tùy em vậy. Anh, lâu rồi hai vợ chồng mình không có hôn nhau buổi sáng á. Từ nay mình bắt đầu lại thói quen đó nha. Chiếc nhẫn này sẽ thay anh luôn ở bên cạnh em. Em không được tháo ra á. Nhất định em sẽ không bao giờ tháo nó ra, kể cả khi em chết. Anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em, kể cả khi anh chết. Chuyện gì vậy anh? Như vậy là sao? Ý anh là sao? Em không hiểu. Em đã hứa với anh không bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra, kể cả khi em chết. Tại sao em không đeo nó? Em không nhớ những gì em đã hứa với anh sao? Em nhớ chứ. Nhưng mà tại vì má mới mua cho em bộ nữ trang, em muốn đeo cho má vui lòng. Em cũng đeo mấy bữa thôi, đâu có gì lớn đâu. Những gì em đã hứa với anh, em xem nó không có giá trị à? Không phải là như vậy. Nhưng mà lời nói trong tình yêu đôi khi phải thực tế đúng không anh? Ví dụ như là hứa hẹn mình sẽ không rời nhau nửa bước, nhưng mà nó chỉ mang tính ước lệ thôi mà, đúng không? Thôi được rồi, em đeo vô liền nè. Được chưa? Anh đừng có giận em nữa mà. Đàn ông gì mà hở tí, suốt ngày là giận à. Vui như vậy? Tôi muốn nhân cuộc phỏng vấn hôm nay để quảng bá những sản phẩm của công ty, mà bây giờ không có khách hàng mẫu nào ở đây hết. Tôi đã dặn kho từ hôm qua rồi, bây giờ cũng không có, phải làm sao đây? Vậy thôi để em đi lấy cho, em cũng đang rảnh mà. Em không cần phải đi đâu, mình có hình ảnh mà, đưa hình ảnh là được rồi. Không được, tôi muốn mọi thứ phải thật là hoàn hảo. Để mấy anh đi đi, bây giờ công ty ai cũng bận hết trừ nó. Đây nè, em cầm theo cuốn sổ giới thiệu sản phẩm này đi, lấy những mẫu chị đã đánh dấu á. Dạ. Làm gì mà phiền phức quá vậy? Đây là buổi phỏng vấn cá nhân của chị, đâu phải là quảng bá sản phẩm cho công ty đâu. Nhưng mà đây là công ty của tôi, tôi muốn quảng bá sản phẩm bất cứ khi nào có thể. Chị. Thôi thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Để em đi lấy cho, dù gì em cũng đang rảnh mà. Anh đi cho em. Em đã nói là không cần đâu, em đi được. Vậy em phải cẩn thận nha, mấy cái đó nặng lắm, nhờ người bưng ra xe giùm, đừng có tự bưng. Em biết rồi, em đi nha. Thưa chị em đi. Nhìn kìa, anh đối xử tốt với chị gái của tôi. Chắc là tại vì gương mặt hiện tại của chị ấy, đúng không? Gương mặt hiện tại của chị ấy là gương mặt của Mỹ Anh. Như vậy có nghĩa là anh vẫn còn yêu tôi, có đúng không? Cầm miệng cô lại đi. Thật tốt khi anh đã đến thăm kho. Tất cả các hoạt động đều diễn ra đúng theo kế hoạch. Hiện tại chúng tôi đang triển khai hệ thống bảo mật mới. Đây là hệ thống kỹ thuật số hiện đại nhất, với tính năng giao hàng một cửa, đồng thời cũng là kho chứa hàng. Ừ,
tôi xin mời anh tham quan kho một chút xíu. Sau đó tôi sẽ dẫn anh đi xem cả phòng sản xuất, dây chuyền sản xuất cũ và mới. Anh cứ nghe đi. Dạ. Tôi nghe. Sao lại có chuyện đó được? Rồi tôi sẽ tới liền. Anh có việc cứ đi đi, tôi tự xem cũng được. Vậy cũng được, tôi sẽ tranh thủ về sớm. Ừ. Dạ xin phép. Anh Việt Lâm. Mỹ Anh, chuyện gì vậy? Có ai không cứu tài giới. Chuyện gì vậy Mỹ Anh? Đâu em, chắc là sự cố thang máy á. Họ sẽ khắc phục liền thôi, không sao đâu. Để anh lấy điện thoại. Mau khắc phục sự cố đi. Giám đốc Hải Đăng đang ở trong đó. Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị đuổi việc mất. Nhanh lên. Nhưng chúng ta vừa mới nâng cấp cho tính năng bảo vệ mới, cho nên là Hãy đăng đi, hãy đăng đi. Là anh Hải Đăng. Mỹ Anh, em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Em không sao, em không sao. Được rồi, em ngồi xuống đây. Em đừng có lo lắng quá. Để anh gọi điện thoại. Anh đứng gọi điện thoại trong xe rồi. Điện thoại của em đâu? Em không biết. Không sao. Bình tĩnh đi. Cả lối thoát đều đã tự động bị khóa lại hết rồi, thì mau tìm cách phá cửa đi. Trời ơi, sao rồi hả? Mỹ Anh đang ở trong đó, liên lạc được ở bên trong không? Còn chồng tôi đâu? Anh đang ở đâu? Tôi thấy xe ảnh đậu ở ngoài. Dạ, giám đốc và cô gái đều đang ở trong kho. Hai người đó ở trong kho hả? Mau lập tức mở cửa ra, làm không được tôi đuổi việc mấy người hết. Tránh ra. Anh Hải Đăng, anh có nghe thấy em không? Anh Hải Đăng à? Hải Đăng. Mỹ Anh, em đừng có sợ. Chỉ một lát nữa thôi, người ta sẽ mở được cửa mà. Em đừng có lo sợ quá mà. Em đừng có sợ, đừng có lo lắng quá. Có anh bên cạnh em rồi, không việc gì phải sợ hết. Một lát nữa tụi mình sẽ được ra ngoài mà. Không sao đâu.
Không sao đâu em, mình sẽ ra ngoài được thôi. Không sao đâu, bình tĩnh đi. Em bình tĩnh lại, em bình tĩnh lại. Anh đỡ em đứng dậy nha. Được rồi, từ từ thôi. Đứng lên. Không sao đâu. Giám đốc, anh làm em lo sợ quá. Sao mọi người tới đây vậy? Tôi biết Mỹ Anh ở trong đây, cũng may là có anh ở đây với cô. Em có sao không? Mỹ Anh không sao, không bị thương gì hết. Không biết tại sao cô ấy lại hoảng sợ tới vậy nữa. Giám đốc, tôi xin lỗi. Không sao đâu, mọi người ra ngoài đi. Dạ, mình ra ngoài nha. Em ổn không vậy? Em không sao. Em chỉ thấy hoảng loạn khi mà mình bị nhốt trong căn phòng tối thôi. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em xin lỗi nha, em thấy mình tệ quá, lại để cho tất cả mọi người phải lo lắng cho mình. Khi nãy em không hiểu tại sao em lại hoảng loạn tới mức đó nữa. Thật sự là em có cố gắng lắm nhưng mà cũng không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của bản thân. Cảm giác đó, cảm giác hồi nãy rất kỳ lạ, rất lạ. Tại sao họ lại giống nhau như vậy chứ? Không sao đâu em, chắc là sự cố thang máy á, họ sẽ khắc phục liền thôi. Không sao đâu, để anh lấy điện thoại. Chết rồi, để quên điện thoại trong kho rồi. Sao em đúng quá vậy hả? Không sao đâu em, không sao không sao. Em có mang điện thoại không? Không, em không có mang. Em sao vậy, sao đúng quá vậy? Minh Anh, Minh Anh, trời ơi. Mở cửa, mở cửa. Sao anh nhìn em ghê vậy? À không, anh chỉ đang nghĩ về Mỹ Anh thôi. Em ấy cũng bị hoảng sợ khi bị kẹt trong bóng tối. Lúc đó nét mặt của Mỹ Anh y như em hồi trước. Phản ứng của Mỹ Anh khi bị kẹt trong nhà kho giống y như em khi mà chúng ta bị kẹt trong thang máy. Em nhớ lần đó không? Em nhớ. Cảm xúc lúc đó của Mỹ Anh giống y như em vậy. Trong khoảnh khắc đó, anh còn nghĩ em ấy không phải là Mỹ Anh mà là em. Trước đây Mỹ Anh không có hề sợ bóng tối đâu. Thôi, anh ra ngoài đánh cờ với ba, chắc ba đang chờ anh. Hai người đó bị kẹt trong thang máy hồi nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Chị ta đã phản ứng ra sao? Hoảng sợ tới mức nào?
Tại sao người xuất hiện trong giấc mơ của mình luôn là anh Hải Đăng mà không phải là Diệt Lâm? Tại sao vậy chứ? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với chị ta và anh Hải Đăng trong cái thang máy chết tiệt đầu đó vậy? Sao anh cứ so sánh hai trường hợp đó hoài vậy? Bây giờ tôi đang là chị, hành động của tôi bắt buộc phải giống như chị. Bốn năm xa nhau rồi mà em vẫn luôn nhớ vậy. Không có thấy viết gì về chuyện đó hết trơn vậy? Làm sao mà mình có thể nhớ là mình đã hành động như thế nào trong khi mình chưa hề trải qua chuyện đó chứ? Thiệt là mệt mỏi mà. Đưa đây nhật ký của em. Em sao vậy? Em bực mình một chút thôi, không sao đâu. Sao em lại bực mình? Em ghen đó. Em ghen tị với chính em gái của mình đó, được chưa? Em biết là anh đang lo lắng cho nó, anh nghĩ là nó đang sợ hãi. Nhưng mà chỉ có em, chỉ có em mới biết là nó diễn giỏi cỡ nào thôi. Trước đây nó từng cướp người yêu của bản thân nó. Có thể là bây giờ nó không hề nhớ chuyện nó đã làm trong quá khứ, nhưng mà anh à, đó là bản tính của nó. Anh tin lời em đi, đừng có để cái vẻ yếu đuối của nó lừa gạt anh. Em nói cứ như là Mỹ Anh muốn cướp người yêu của em vậy. Đúng, anh là người yêu duy nhất của em. Em không thể nào sống nổi nếu như mất anh. Hôm nay em đi gặp bác sĩ hả? Dạ đúng rồi. Bác sĩ dặn em là hãy tới gặp bác sĩ nếu có chuyện gì bất thường xảy ra. Em phải tới hỏi bác về sự hoảng loạn của em trong nhà kho ngày hôm qua. Anh đưa em đi nha. Thôi không cần đâu, em tự đi được mà. Anh cứ lo việc của anh đi. Cái hợp đồng này á, anh sẽ kỹ lại đi. Cái nội dung nó sơ sài quá à. Được rồi, để tối nay anh về anh nghiên cứu lại. Anh chỉnh lại cái này nha. Ủa, Mỹ Anh, Việt Lâm kìa. Mình qua chào hỏi họ một tiếng đi hả? Ừ. Anh Hải Đăng, chị Hai. Ủa, Mỹ Anh, em sao rồi? Em thấy đỡ hơn chưa? Dạ, em khỏe rồi, cảm ơn anh. Ừ. À, Diệp Lâm, hôm trước anh gửi cho tôi tấm ảnh siêu âm thai làm sao vậy? Siêu âm thai hả? Anh đã nói là gửi nhầm rồi mà. Anh cứ hỏi hoài làm ảnh khó xử đó. Đúng rồi, tôi gửi nhầm. Xin lỗi anh nha. Không sao, chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Làm không lo làm. Làm gì nhìn tài liệu của chị hoài vậy? Dạ em xin lỗi, nhưng mà nội dung ở trong này hay quá. Nhưng chị ơi, cái chỗ này em thấy hình như hơi sai sai. Ở trang số 6 á. Em thì biết cái gì mà nói. Mỹ Anh mà... Sai chỗ nào vậy? Anh coi nè, phân khúc thị trường là nhằm mục đích kinh doanh hiệu quả, nhắm tới từng đối tượng khách hàng phù hợp với sản phẩm của doanh nghiệp, thay vì quảng cáo quá rộng trên toàn thị trường. Nhưng mà nội dung ở đây thì... Thôi được rồi, để chị sửa lại. Em xuống phòng hành chính lấy giấy viết cho phòng chị đi. Dạ, em đi nha. Ừ. Sao không đi cảm ơn em cô đi? Thái độ này là sao đây? Anh yêu chị ta rồi hả? Tốt thôi, anh sắp có được một người vợ hoàn hảo, chu đáo, tỉ mỉ, tốt bụng. Tốt hơn tôi nhiều đúng không? Tôi nhắc nhở cô lần cuối,
đừng có làm khó dễ cô nữa nha. Nếu tôi cứ làm đó thì sao? Anh định làm gì tôi? Anh định gửi thêm một tấm hình siêu âm cho chồng tôi hả? Trong tay tôi có một thứ rất hay ho, hay hơn mấy cái đó nhiều. Tôi cũng có một thứ hay ho lắm, tôi muốn cho anh xem nè. Anh có muốn xem không? Cô, đây đang là công ty đó. Cô làm gì nó? Cô làm gì em tôi? Nói. Yên tâm đi, tất cả chỉ là diễn tuồng thôi, không có thật đâu. Từ từ nha má. Ừ. Nè, dạ. Ờ, để má. Dạ. Con á, có đói bụng thì ăn cơm trước nha. Dạ. Đừng có chờ má với anh ba. Má đi tái khám á, làm xét nghiệm, tới xế chiều mới có kết quả. Út của anh ba lớn rồi mà đúng không? Hôm nay Út không có đi học, nhưng mà phải làm xong mấy cái nút á, nút áo. Ráng làm đi, chiều anh ba về anh ba mua bánh cho. Ở nhà đừng đi đâu nghe con. Con biết rồi, không đi đâu, không đi đâu. Từ từ má. Anh ba đi nha. Ở nhà nghe con. Là bạn của anh ba em. Nghe ba em nói em mới học may đồ hả? Chị qua nhờ Út may đồ nè. Ủa, Út chưa học xong mà chị dám kêu Út may cho chị hả? Chị có mua bánh với trà sữa cho em nè. Em ăn uống trước đi, tụi chị vô nhà ngồi chơi một lát ha. Anh chị vô nhà chơi. Anh chị vô nhà chơi. Nhà chơi. Chị đợi được mà. Không, em đo cho. Diễn đi.
rồi. Tôi không có mất nhân tính như anh nghĩ đâu. Hoàn toàn là ảnh thật á, không có cắt ghép gì đâu. Nếu như mà anh còn muốn dồn ép tôi nữa thì tất cả sẽ biến thành sự thật. Cô mà đụng tới người thân của tôi, tôi sẽ dở bài ngửa với cô. Tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của cô. Khoan đã, không phải là anh nên gọi điện về nhà nói chuyện lần cuối với má anh hả? Cô nói vậy là sao? Cô làm gì với má tôi hả? Tôi không có làm gì má anh hết. Nhưng mà nếu như anh cứ cố tình lật tẩy tôi thì tất cả những tấm hình này sẽ xuất hiện trước mắt người thân của anh, làng xóm của anh. Anh nghĩ má anh có chịu nổi không? Tôi chưa bao giờ muốn xâm hại người thân của anh. Tôi cam đoan với anh, tất cả những tấm hình đó chỉ là tôi sắp xếp. Tôi chưa hề xâm hại gì tới con bé Út hết. Tại sao lại làm như vậy? Cô không thấy tội nghiệp một đứa trẻ khờ khạo như bé Út sao? Có chứ. Đó là lý do vì sao tôi không hề xâm hại đến bé Út. Tại vì anh đe dọa tôi đủ kiểu, cho nên tôi mới thủ sẵn vũ khí cho mình. Anh đừng có trách tôi. Nên để tôi yên, người thân của anh cũng sẽ được yên. Còn nếu như mà alo em nghe. Dạ. Anh nhớ em nên gọi cho em hả? Em muốn anh nói gì với em đây? Sao vậy anh? Anh không thích bài báo đó hả? Em rất là hài lòng về cuộc phỏng vấn vừa rồi á. Được rồi, em hài lòng. Nhưng em có cần kể hết những chuyện riêng tư của vợ chồng mình cho người khác biết không? Em có nói gì bậy bạ đâu anh. Mà trái lại, em cũng rất tự hào về chồng mình. Em muốn mọi người biết là em là người phụ nữ may mắn nhất. Chuyện gì cần công khai, chuyện gì cần riêng tư em không biết sao? Sao em có thể kể những chuyện tế nhị của vợ chồng mình cho phóng viên biết chứ? Anh làm ơn nghĩ theo hướng tích cực giùm em cái đi. Cái bài phỏng vấn như vậy, nó sẽ tạo hiệu ứng rất là tốt. Nó sẽ gây tò mò cho người đọc. Mọi người sẽ chú ý hơn tới chúng ta, đến K&D. Như vậy là tốt cho công ty đó anh. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể thích ứng được sự thay đổi kỳ lạ của em. Trước kia em là một cô gái rất tận tâm với công việc, em không muốn bị người ta chú ý. Còn bây giờ em muốn người ta chú ý tới em bằng cách này sao? Để làm gì chứ? Em làm sao vậy hả Minh Anh? Anh không muốn em dùng tên tuổi của anh, của gia đình này và mối quan hệ của chúng ta để quảng bá cho bản thân em. Hải Đăng, em xin lỗi. Sau này em không như vậy nữa đâu. Anh vô cùng thất vọng về em. Anh cứ tưởng lần em mời phóng viên về trại mồ côi, bản thân em đã rút ra được bài học kinh nghiệm. Nhưng mà em vẫn cứ như vậy. Anh thật sự không hiểu em đang muốn cái gì. Em muốn nổi tiếng lắm sao? Nổi tiếng bằng cách này sao? Hải Đăng, em xin lỗi. Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu. Tôi thật không hiểu tại sao tôi luôn luôn thấy gương mặt của anh ấy trong những hình ảnh vụt lóe lên trong đầu. Anh ấy là anh rể của tôi, nhưng ở trong quá khứ chúng tôi lại không có gì thân thiết với nhau hết. Như vậy là sao hả bác sĩ? Tôi biết rằng cô rất là nôn nóng muốn tìm lại quá khứ của mình. Nhưng chúng ta đã thống nhất từ đầu rằng chúng ta sẽ đi từng bước một, đúng không nè? Chuyện cần làm bây giờ là tìm ra nguyên nhân gây ra sự hoảng loạn của cô. Khi đó tôi thấy mình là một đứa trẻ. Tôi bị nhốt ở trong một căn phòng rất tối. Tôi đã rất cố gắng gọi người để cứu nhưng không được. Nhưng mà rất kỳ lạ, tôi khi ấy lại là chị Minh Anh chứ không phải là Mỹ Anh.
Tôi đã cố gắng gọi Mỹ Anh ơi mở cửa cho chị, nhưng mà không được. Tôi thật sự không hiểu nữa. Theo những gì mà cô vừa kể, có thể đây là chứng song cảm, hay còn gọi là sự đồng cảm giữa một cặp song sinh với nhau. Ý bác sĩ nói là tôi đồng cảm với những gì mà chị của tôi đã trải qua hồi nhỏ, nên mới xảy ra tâm lý hoảng loạn khi mà tôi bị nhốt trong gian phòng kính hôm trước á hả? Cũng có thể là như vậy. Nhưng để xác định á, thì có rất nhiều ký ức mà cô cần phải tìm lại. Cho nên điều cần làm hiện giờ là cô phải ghi chép lại những gì mà cô thoáng nhớ qua, hoặc là những giấc mơ, kể cả những hình ảnh nhỏ nhặt nhất. Dạ. Điều đó rất có ích cho cô đó. Anh làm cái trò gì vậy? Tôi mới là người hỏi cô đang làm cái trò gì đó. Tại sao cảm xúc của tôi? Tôi với anh đâu có liên quan gì với nhau. Tôi không thích anh gọi lại thì chặn số thôi, đâu có gì lạ. Đúng là giặt tranh bỏ vỏ mà. Khi cần thì gọi tới tôi, còn xong việc coi như không quen biết là sao hả? Anh đừng có dài dòng nữa. Anh muốn gì nói đi. Tôi đang kẹt tiền, muốn mượn tạm cũng ít được không? Không có. Tôi với anh đâu phải bạn bè thân thiết gì mà muốn mượn thì mượn. Cô lầm rồi. Tôi với cô có mối quan hệ ràng buộc còn hơn cả bạn bè nữa kìa. Cô thử nghĩ xem, nếu như tôi nói cho chồng cô biết những gì mà cô đã nhờ tôi làm, thì liệu anh ta có vui không? Đồ khốn nạn. Ê, cái đẹp đừng nên chửi thề. 10 triệu và không được chặn số của tôi, đó là yêu cầu của tôi đó. Trong ngày mai phải có tiền cho tôi, nếu không thì cô biết rồi đó. Bye. Cái gì vậy? Sao vậy cưng? Sao nóng nảy vậy? Anh nhớ em quá. Tôi đang ngoài đường, muốn gì nói lẹ đi. Sao rồi? Chuẩn bị tiền cho anh chưa? Bây giờ tôi chưa có. Mấy bữa nữa đi. Không được. Cuối tuần này là hạn chót. Bấy nhiêu thì thấm thía gì đối với em chứ. Đừng có giả bộ nữa cưng à. Nhớ, cuối tuần đó. Đồ khốn nạn. Mấy người đều là đồ khốn nạn. Đi chết đi. Đi chết hết đi. Út ơi. Hả? Anh hai. Anh hai về. Út. Nhớ anh hai quá. Út có sao không? Nhớ anh hai. Anh hai nhớ Út quá. Anh hai nhớ Út nhiều lắm. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Anh hai về. Má. Nấu gì vậy má? Má nấu canh. Con lặt rau nha. Phụ má nha. Con lặt rau đi. Má nấu tô canh rau cho anh hai con ăn, cho nó mát bụng. Hên ghê. Hồi chiều anh ba mua quá trời đồ ăn trong tủ lạnh luôn. Hên quá. Phụ má. Phụ má. Anh hai. Hả? Bộ anh về đây có chuyện gì hả? Đâu có. Anh nhớ nhà cho nên về thăm thôi. Anh đừng có giấu em. Thái độ của anh lạ lắm. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra đúng không? Thành. Dạ. Bữa giờ nhà mình có xảy ra chuyện gì lạ không?
Có người lạ nào tới đây tìm Bi Út không? Dạ không, nhà mình đã có xảy ra chuyện gì đâu anh. Em ráng nhớ kỹ lại coi, có khi nào em với má đi đâu mà để cho Bi Út ở nhà một mình không? À, vào tuần trước em có dẫn má đi tái khám. Bữa đó tiệm mai đóng cửa, Bé Út ở nhà con mình à. Lúc em với má về nhà thì Bé Út có kể với em là có hai người bạn của em tới đặt Bé Út may đồ, mà bữa đó Bé Út buồn ngủ quá cho nên hai người đó về mất tiêu. Em thấy nhà mình không có mất mát thứ gì hết, với Bé Út cũng không sao, cho nên á em nghĩ là bạn em tới ủng hộ cho Bé Út vui thôi. Nhưng mà tới bây giờ á em cũng không biết hai đứa đó là hai đứa nào nữa. Hôm bữa giờ anh coi tin tức á, anh thấy có nhiều vụ án thương tâm lắm. Bé Út nhà mình á thì nó khờ khạo, nếu mà nó ở nhà một mình không may bị người ta bắt hay là bị xâm hại cái gì đó, mấy cái đó mình đâu có lường trước được đâu, em hiểu không? Dạ em hiểu, em nghe em cũng thấy sợ nữa. Đúng là em tâm hơi tâm hớt. Thành, sau này em với má có đi đâu mà không dắt Bé Út theo được á, em gửi Bé Út cho nhà bạn gái của em đi, hay là gửi cho cô chú nào đó thân thân ở trong xóm mình nè nhé. Em nhớ rồi, em xin lỗi anh hai. Lần trước á anh hai dặn dò em mà em lại không cảnh giác. Em cứ nghĩ á là bỏ Bé Út ở nhà một mình là sẽ an toàn, với lại á trong xóm của mình cũng đâu xảy ra chuyện gì đâu, cho nên em được rồi, bắt đầu từ bây giờ phải nhớ kỹ những lời anh hai dặn nghe chưa. Dạ. Định vô nhà em chơi hả? À, để bữa khác nha. Anh định qua nhà Mỹ Anh coi cổ sao? Anh vẫn còn quan tâm tới Mỹ Anh quá ha. Mỹ Anh bây giờ là em gái của anh mà. Thôi em vô nhà đi. Vậy bây giờ em là gì của anh? Anh đi trước nha. Ủa chị hai, chị về rồi hả? Ừ. Em với Diệt Lâm dạo này coi bộ thân quá ha. Đương nhiên rồi, tụi em làm việc chung với nhau mà. À, cái chuyện hôm bữa em nói á, chắc là em nói giỡn đúng không? Chuyện hôm bữa hả? Ủa là chuyện gì chị? Cái chuyện mà em nói á, anh Diệt Lâm sắp trở thành người nhà của mình á. À, đương nhiên là em nói thiệt rồi. Ủa mà chị, hôm nay có chuyện gì mà ba gọi tụi mình về sớm quá vậy? Chị không biết. Vậy thôi em đi vô thay đồ trước nha. Ừ. Dạ. Không thể. Chuyện đó là không thể. Mình không bao giờ cho phép anh ta đặt chân vào ngôi nhà này. Nếu sau này em nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, anh hy vọng là em đừng có ghét bỏ anh nha. Anh, bộ anh làm gì có lỗi với em hả? Hay là trước đây anh từng không chung thủy với em sao? Anh chưa từng yêu người nào khác ngoài Mỹ Anh. Cũng chỉ vì quá yêu Mỹ Anh nên đã có lỗi với em. Diệt Lâm, ai cũng nói em là một đứa xấu tính, ích kỷ. Vậy thì tại sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy hả? Anh không biết nữa. Anh không lý giải được.
vậy em hứa từ nay em sẽ không xấu tính nữa. Anh tha thứ cho những lỗi lầm trước đây em đã gây ra nha. Cho dù em có nhớ hết lại tất cả mọi chuyện, em cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ anh đâu. Em với anh vẫn mãi mãi là anh em tốt nha anh. Con giải thích đi, tại sao con lại làm ra những chuyện như vậy? Bộ con làm gì sai hả? Con vẫn chưa hiểu hả? Trời ơi, Minh Anh ơi, má thật sự rất thất vọng về con luôn đó. Con quen Hải Đăng đã nhiều năm như vậy, cái thời gian con về làm dâu nhà này mặc dù chưa lâu, nhưng chắc chắn là con hiểu rằng ba má mặc dù là những người làm ăn lớn nhưng không thích phô trương, nhất là những cái chuyện trong đời sống tình cảm. Sau cái lần mà con đưa phóng viên đến trại trẻ mồ côi, má đã nghĩ là con sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa. Vậy mà con cũng vẫn cứ như vậy. Theo như má nhớ thì cô em gái song sinh của con mới là người thích sự nổi tiếng, bất chấp mọi thủ đoạn, chứ đâu phải là con đâu. Tại sao bây giờ con lại... Nhưng mà con cũng có làm gì ảnh hưởng xấu đến gia đình mình đâu. Sau bài phỏng vấn đó, tập đoàn Candy cũng được nhiều người biết đến, rồi các sản phẩm công ty mình cũng được nhiều người quan tâm mà má. Con vẫn chưa hiểu vấn đề hay sao? Ba má không muốn chuyện đời tư của vợ chồng con và những người trong gia đình này phơi bày trên mặt báo. Con làm bà quá ngạc nhiên đó Minh Anh à. Sao con vẫn chưa biết về chồng con, chưa biết về những người trong gia đình này như vậy? Con... Em không ngờ chị mang những chuyện nhảm nhí này nói với người ta như vậy. Lần sau chị nói gì chị chửi em ra nha. Ba má thật sự đã nhìn lầm con rồi Minh Anh à. Anh à, em không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nổi như vậy. Em... Chắc em hài lòng lắm hả? Anh đi đâu vậy? Nhà này điên hết hay sao vậy? Chuyện đó có cái gì đâu mà ảnh hưởng. Sao họ phải làm quá lên như vậy chứ? Thật là không hiểu nổi mà. Minh Anh, cảm ơn em vì đã yêu anh nha. Anh sến quá đi. Đó là sến đó hả? Ừ. Em chọc anh rồi hả? Chọc anh đúng không? Hả? Chọc anh nè. Thôi mà. Anh lại xuất hiện ở đây. Mỹ Anh. Anh Hải Đăng. Sao em tới đây? À, em đi dạo, tình cờ đi ngang qua đây, thấy khung cảnh quen thuộc. Chắc là trước đây em đã từng đến nơi này rồi, cho nên em vào đây xem thử. Còn anh, sao anh lại tới đây? Đây là nơi mà trước đây anh tỏ tình với chị của em. Đương nhiên là ở đây không còn giống như hình ảnh trong tấm hình anh treo ở văn phòng. Cũng nhiều năm rồi còn gì. Cây cối cũng đã mọc cao hơn trước. Cái ghế đá năm xưa đặt ở chỗ đó cũng không còn nữa. Mọi thứ đều đổi thay.
kể cả chị của em. Anh với chị hai người gây nhau có đúng không? Sao vậy? Em có chuyện gì không vui hả? Anh đã báo doanh nhân sáng nay chưa? Rồi, anh đọc rồi. Anh thấy sao? Em đang phiền lòng về chuyện đó hả? Em cũng không biết nó làm sao nữa. Phiền lòng về chuyện này thì cũng không hẳn. Nói chung là thất vọng nhiều hơn. Em không nghĩ là chị dâu của em lại có thể hành động mấy cái chuyện như vậy. Vì em không hiểu rõ bản chất của cô ta thôi. Để được chú ý, cái gì mà cô ta không dám làm chứ? Anh hai, ba má em, mọi người rất là thất vọng về chuyện này. Anh nghĩ là có thể cô bị mấy phóng viên dẫn dắt. Chị Minh Anh mà em biết là một người rất là sâu sắc và chín chắn, không dễ dàng để bị ai dẫn dắt đâu. Anh hai em nói tai nạn lần đó đã khiến chị Minh Anh thay đổi nhiều. Nhưng mà để thay đổi cả bản tính như vậy, em thấy lần đầu á. Minh Anh nói Mỹ Anh chỉ là đang giả vờ, đang diễn kịch trước mặt mình và mọi người. Nhưng mình lại không thấy vậy. Cô ấy thật hiền lành và thật chân thành. Còn ánh mắt đó nữa, sao mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó, Mình lại nghe nói là em đi gặp bác sĩ tâm lý hả? Dạ đúng rồi. Em rất tò mò về sự hoảng sợ kỳ lạ của em khi đó. Bác sĩ nói sao? Sau khi nghe em kể về những hình ảnh thoáng xuất hiện trong đầu của em khi đó, bác sĩ cho rằng rất có thể em mắc chứng bệnh song cảm giống người chị song sinh của mình. Song cảm sao? Ừ. Đúng là Minh Anh cũng rất sợ hãi khi ở trong căn phòng tối. Biểu hiện của chị em rất giống với biểu hiện của em khi bị nhốt ở nhà kho. Là chứng song cảm sao? Thật vậy sao anh? Chị em có kể tại sao chị ấy lại bị như vậy không? Chị em từng bị nhốt trong gian nhà kho. Mẹ anh, mở cửa cho chị. Chị năn nỉ em đó, chị sợ lắm. Mau mở cửa cho chị đi mà. Má ơi, cô Út ơi, mau mở cửa cho con. Con đang ở trong đây nè. Thì ra là như vậy sao? Chị, có phải là chị đã từng bị nhốt trong căn phòng tối đúng không? Chỉ tại cái hình ảnh đó tự nhiên nó xuất hiện trong đầu em. Em đem chuyện này kể cho bác sĩ tâm lý thì ông ấy nói là rất có thể em mắc chứng bệnh song cảm. Em đang lo sợ nỗi lo của chị á. Thì em là người nhốt chị chứ ai nữa. Đang ở công ty, xem nói mấy chuyện riêng tư này làm gì. Đưa tập tài liệu này cho các phòng đi. Dạ. À chị Ánh, quán hôm nay ổn không chị? Em chào quán chị. Quán lại thế cũng được đó chứ. Em chào anh. Tóc này đẹp quá. Em chào chị. Chào em. Chào em. Chào anh. Thôi làm việc tiếp đi. Em gái của cô Minh Anh dễ thương quá hen. Mọi người trong công ty ai cũng khen, rất là chăm chỉ và thân thiện. Tại vì mọi người chưa thấy được bộ mặt thật của nó thôi. Anh Việt Lâm. My Anh, có cần anh giúp gì không?
Không, em tự làm được mà. Em đưa mấy cái này cho phòng ban thôi. Em đi nha. Ok. Mi Anh. Dạ, sao anh? Bộ phận phát triển của công ty đang có thông báo tuyển dụng đó. Anh thấy em có nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, em cũng có nghiên cứu về lĩnh vực tiếp thị nữa. Hay là em nộp đơn xin tuyển dụng đi. Em á hả? Ừ. Em sẽ rất là vui nếu như được làm ở vị trí đó. Nhưng mà em đâu có bằng cấp gì đâu. Cái đó đâu có quan trọng gì đâu. Nhân viên được chọn thông qua yêu cầu của tuyển dụng mà. Em chỉ cần làm tốt như yêu cầu họ đưa ra thôi. Chỉ cần qua được phỏng vấn là được. Hả? Thôi. Nhưng mà em sợ. Em đừng có sợ. Anh tin là em đủ năng lực để có thể trở thành nhân viên kinh doanh giỏi mà. Nè, thời gian qua anh thấy em nghiên cứu về sách này rất là nhiều. Qua những cách em trao đổi với anh nữa. Rồi không phải em là người đã nhận ra những sai sót trong bản hợp đồng sao? Anh tin vào năng lực của em. Em cũng phải tin như vậy chứ. Ok, thôi vậy đi. Nếu như mà em vẫn còn cảm thấy lo lắng á, thì em cứ coi như đây là một cuộc chơi đi. Cứ thử coi sức mình tới đâu. Được thì được, không được thì thôi. Hả? Dạ, em sẽ nghe theo lời anh. Quyết định vậy nha. Em đi nha. Ừ. Vào đi. Ủa, Mỹ Anh. Tài liệu gì vậy em? Dạ, tài liệu của phòng kinh doanh gửi anh. Cảm ơn em. Em xin phép. À, Mỹ Anh. Em có thể đưa anh tới gặp bác sĩ tâm lý mà em tới gặp được không? Ủa, anh bị gì hả? À không, anh chỉ muốn tư vấn một chút về tâm lý con người để quản lý nhân viên tốt hơn thôi. Vậy mà anh làm em hết hồn à. Anh đúng là một lãnh đạo có tâm á. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em có đồng ý giúp anh không? Dạ được chứ. Nhưng mà em đang bận một số việc chưa có xong. Nếu mà anh đi gấp á, em sẽ nhắn cho bác sĩ rồi đưa anh địa chỉ tự tới nha. Còn không thì anh đợi em xong việc được không? Vậy anh đợi em, tụi mình đi chung hả? Dạ được. Em đi nha. Một người sau khi bị tai nạn mà thay đổi hoàn toàn về bản chất là điều không thể. Không thể? Một người sau khi bị tai nạn hoặc là gặp một biến cố nào lớn trong đời á, có thể họ nhận ra một điều gì đó và thay đổi một chút về quan niệm và tính tình. Nhưng những điều anh vừa nói là không thể. Người ta thường nói bản chất con người là không thể thay đổi. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Bản chất của con người cũng có thể thay đổi với quyết tâm cực kỳ cao. Nhưng điều đó rất khó để xảy ra. Như tôi đã nói, trừ khi quyết tâm rất là cao mới được. Như vậy, vậy còn trường hợp của người bạn tôi vừa kể sao bác sĩ? Tại sao lại thay đổi hoàn toàn? Cách tốt nhất là anh nên khuyên người đó đến gặp tôi. Sau khi tiếp xúc trao đổi thì tôi mới hiểu vấn đề người đó đang gặp là gì. Mình về thôi em. Anh xong rồi hả? Ừ. Anh ngưỡng mộ em thiệt. Lần nào gặp cũng thấy biệt mài đọc mấy cuốn sách chuyên ngành kinh tế. Em luôn bị hấp dẫn bởi tất cả những vấn đề mà cuốn sách này đề cập tới. Em không hiểu tại sao trước kia em lại thích cái nghề người mẫu diễn viên đầy thị phi đó. Mà anh nè, bác sĩ nói gì có giúp được gì cho anh không? Anh càng cảm thấy hoang mang hơn sau khi nói chuyện với bác sĩ. Anh sao vậy? Hay là bác sĩ không giúp được gì cho anh hả? Để em hỏi thăm những bác sĩ khác rồi giới thiệu cho anh nha. Không cần đâu. Anh cũng biết được một số điều cần biết. Vậy là tốt rồi. Em đói chưa?
Anh đưa em đi ăn món gì nha. Dạ thôi, em không có thấy đói, em chỉ muốn về công ty thôi. Nhưng mà anh thấy đói, đi ăn với anh đi cho vui. Vậy thì mình gọi chị Minh Anh ra luôn đi cho vui. Chị Minh Anh có hẹn với bạn rồi, chỉ có anh với em đi thôi. Anh, mình ngồi đây cũng được mà, đâu cần phải vào phòng VIP đâu. Được rồi. Em ngồi đi. Em cảm ơn. Đây nè, em gọi món đi. Anh hãy đang thích ăn gì? Anh dễ ăn lắm, món nào anh ăn cũng được hết. Em cứ chọn thoải mái đi. Vậy đem đi chợ ha. Em gọi một cái măng tây xào thịt bò, một gỏi bắp bò qua chuối, với lại thêm một sườn nướng mật ong. Sao tất cả gu ăn uống cũng giống y như Minh Anh trước kia vậy? Anh, em gọi mấy món đó có được không? Được. Em thấy như đó là đủ rồi. Cảm ơn cô bữa ăn trưa nha. Mà chắc cô cũng không quên cái mà tôi đang cần. Sao 5 triệu à? Cô keo kiệt với bạn bè quá vậy. Không đâu, tôi sẽ cho anh gấp nhiều lần số tiền này. Chỉ cần anh làm giúp tôi một chuyện. Là chuyện gì? Cô nói đi. Nhưng mà tôi lấy thân phận gì vô công ty của người ta? Ăn đi em, món này ngon nè. Gấp nhiều vô nha em. Không được, anh ấy sẽ hỏi mình tới nhà hàng này với ai. Anh ăn trưa chưa? Anh đang đi ăn trưa với My Anh. Em xong việc rồi hả? Anh gửi địa chỉ qua ăn với tụi anh luôn nha. Không, em có một chút việc bận nên phải về công ty. Thôi hai anh em ăn trưa vui nha. Cũng được. Vậy nha. Chị hai hả anh? Minh Anh gọi. Rồi chị nói sao anh? Minh Anh nói là phải về công ty có chút việc rồi, không ăn được. Ăn đi em. Đã lâu rồi anh thấy chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ như vậy với mình. Chị ta sao cứ chàng ràng trước mặt chồng của mình như vậy chứ, đúng là đồ đáng ghét. Mỹ Anh. Dạ. Em kết hôn với Diệt Lâm đi. Chuyện này em đã nói với chị rồi mà. Em với anh Diệt Lâm hiện không có yêu nhau, cho nên em sẽ không kết hôn với ảnh đâu. Vậy thì em nghỉ việc ở Canada đi.
tới tìm ăn phụ má. Nếu như mà má trả lương ít, chị bù thêm cho. Chị không muốn em tới Candy nữa. Tại sao vậy? Tại vì chị là bà chủ của Candy. Chị không muốn mất mặt vì có đứa em gái làm việc hèn hạ như vậy. Dạ, em thấy công việc của em làm không có gì là hèn hạ hết. Còn nếu như mà chị không thích á, thì từ nay ở trong công ty em sẽ không gọi chị là chị nữa, mà em sẽ gọi chị là bà giám đốc. Chị rất xấu hổ với em đó. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sao Minh Anh bây giờ nó cư xử y chang như Mỹ Anh trước kia vậy? Cô nói cái gì vậy? Lo làm việc của cô đi. Đó, cái giọng nói này nè, cái tính cách y chang như cô Mỹ Anh trước kia vậy đó. Nè, cô nói con nghe nha. Cô cảm nhận nó giống như con Mỹ Anh bây giờ á, là con Minh Anh trước kia. Mà con Minh Anh trước kia á, là con Mỹ Anh bây giờ đó. Cô có bị điên không mà cô nói chuyện lung tung vậy? Cô nói không có sai. Cô từng nói điều này với má của con rồi. Cô nói có bao giờ tụi nó bị tai nạn á, nó té xuống xong cái nó văng hồn ra, cái lúc mà nó nhập ngược vô lại á, cái nó nhập lộn. Có khi cũng có thể là bác sĩ phẫu thuật á, rồi phẫu thuật lộn hai khuôn mặt tụi con không? Cô mà còn ăn nói bậy bạ nữa, con không coi cô là cô của con đâu đó. Trời đất ơi, cái gì vậy hả? Con tính làm loạn cái nhà này lên hả? Trời đất ơi, không thể nào tin nổi nó là con Minh Anh nữa rồi. Nó thay đổi nhiều đến như vậy. Hay là do nó lấy chồng giàu rồi, nó có út không ra gì nữa. Phải không chị ơi? Út à, Út đừng buồn đừng khóc nữa. Chị hai con chắc có chuyện gì bực bội trong lòng á. Còn con nữa, tại sao con im lặng, con để cho nó nặng con, nó khinh khi con như vậy á? Con nhìn nó giỏi như vậy hả? Con Mỹ Anh ngày xưa đâu có phải như bây giờ đâu. Tên khốn nạn Việt Lâm nói đúng, mình đã bị mất kiềm chế rồi. Mình nên thật sự sẽ không bao giờ cư xử như vậy. Không được rồi, mình phải kiểm soát lại bản thân mới được. Chào anh Việt Lâm. Chào anh. Chào anh. Tôi nghe lời Tân báo anh là người của công ty quảng cáo thế hệ mới đúng không? Đúng vậy. Tôi được lệnh sếp tôi đến đây gặp anh có chút chuyện. Mời anh qua đây ngồi, tôi đi lấy nước cho anh nha. Mời anh. Cảm ơn anh. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì không? Xin lỗi anh, tôi đến đây mà không báo trước cho anh biết. Anh yên tâm đi, tôi không làm mất thời gian của anh đâu. Chúng tôi cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi hợp tác với K&D. Tất cả là do công ty của anh có thực lực thôi. Tôi cũng chỉ là người đi tìm kiếm những công ty có thực lực về cho K&D thôi, được hay sao? Tôi biết chứ. Nhưng mà trên thị trường hiện nay có rất nhiều công ty truyền thông quảng cáo có thực lực muốn hợp tác với K&D. Vậy mà thế hệ mới của chúng tôi được may mắn làm chuyện đó. Vậy tôi chúc mừng anh, chúc mừng công ty của anh. Hy vọng là các anh sẽ càng ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình. Mong là mình sẽ hợp tác lâu dài. Dạ. Cái gì vậy? Sếp tôi có một ít tấm lòng muốn gửi anh, hy vọng sau này tiếp tục được anh giúp đỡ. Giữ đi, mời anh về cho. Sao vậy, không đủ hả? Anh muốn bao nhiêu, nói đi tôi về báo lại với sếp. Tôi rất hài lòng với mức lương của tôi ở Khèn đi. Tạm biệt.
gửi cảnh cáo thôi. Muốn giữ cái mạng của mày, tránh xa người đàn bà xinh đẹp đó ra. Biết chưa mày? Thả mày đi. Này anh, tôi gặp anh ở đâu rồi đúng không? Nói đi, ai là người đã kêu anh đem tiền tới đây đưa cho tôi? Tôi nói rõ với anh rồi, anh không nhận thì thôi chứ. Hả? Nếu kéo làm gì nữa? Anh Lam, có chuyện gì vậy? À, đâu có chuyện gì đâu. Em biết là có chuyện gì mà, nói cho em biết đi. Anh đã nói là không có chuyện gì mà. Thiệt không? Ừ. Vậy đi cà phê không? Em bao hả? Ừ. Đi chứ. Đi. Mình đi anh. Chúng ta đi ăn ha. Nè mình ăn gì ta? Cô có đi ăn chung với chúng tôi không? À, thôi mọi người đi trước đi. Lát nữa tôi đi sau. Ờ thôi được rồi, mình đi em. Dạ. Sẽ cắt chỗ này. Vậy là được một đoạn phim mới. Bây giờ mình sẽ gửi cho tất cả mọi người. Tìm tôi hả? Tôi muốn gặp nói chuyện riêng với cô một chút. À, sao em gái của cô á biết nhiều về tiếp thị vậy? Cô ấy đã gặp tôi và hỏi rất nhiều về vấn đề đó. Tôi thấy là cô ấy rất là giỏi, có những suy nghĩ như người chuyên nghiệp vậy đó. Bộ cô dạy cho cô ấy hả? Ờ, có thể nói là như vậy á. Cảm ơn chị đã khen nha. Tôi cũng không muốn em gái mình làm việc linh tinh cả đời. Hay quá. Thôi đi đi. Ừ, mình đi ha. Sao? Cô đã hài lòng chưa? Hài lòng thì chuyển tiền liền cho tôi đi chứ. Ừ, để tôi còn kịp rời khỏi thành phố này nữa. Được, được. Sau này cần cái gì cứ nói tôi. Tôi sẵn sàng làm hết mình. Được. Sao vậy? Hồi sáng còn đang uống cà phê với anh, cười nói vui vẻ, tự nhiên bây giờ làm mặt hành xử với anh. Ai chọc em giận hả? Ừ. Gì vậy? Coi đi.
Đây mới là điều mà em muốn hỏi anh. Video này được gửi từ một địa chỉ nặc danh. Em biết người đàn ông trong clip này là người của công ty thế hệ mới. Em vừa mới ký hợp đồng với công ty thế hệ mới xong thì anh nhận hối lộ từ người ta làm sao? Anh trả tiền lại cho người ta rồi. Anh không nhận bất cứ một đồng nào của anh hết. Em cứ coi hết clip đi. Tại sao lại như vậy? Anh bị cài bẫy rồi. Đây là lần đầu tiên anh gặp người đàn ông này. Không, chắc là anh đã gặp rồi mà anh không nhớ. Anh ta cũng không có nói. Những gì anh nói là thật chứ? Anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa em mới tin anh? Anh hoàn toàn không có nhận một đồng nào từ anh ta hết. Dù sao thì sự thật cũng sẽ sớm được sáng tỏ thôi. Chắc chắn. Anh rất mong điều đó. Anh đi được chứ? Ừ. Đi đi. Cảm ơn em. Hình như anh có điện thoại hả? Em trai của anh gọi. Ờ, anh nghe máy đi. Anh hai nghe nè. Vậy hả? Em cứ đặt cọc cho người ta trước đi. Cuối tuần anh hai về anh hai thanh toán cho. Vậy nha. Ở nhà có chuyện gì vui dữ vậy anh? Em gái út của anh á. Từ nhỏ nó bị khờ khạo. Nó không có được thông minh sáng dạ như người ta. Anh cứ tưởng là nó sẽ bị vậy cả đời luôn. Gần đây em của anh có cho nó đi học may ở chỗ của người bạn. Không ngờ nó sáng dạ lắm. Mới học thôi mà bây giờ đã biết cắt giải may đồ một cách rành rẽ rồi. Em trai của anh nói là có một cái tiệm ở ngoài chợ nó muốn sang lại. Anh muốn con bé Út nó có chỗ để làm ăn. Vậy thì tốt quá rồi. Anh cũng mừng lắm. Không thể nào. Không thể nào vì chuyện đó mà anh vậy được. Alo. Mời vào. Mời anh. Tôi muốn giải thích tất cả mọi chuyện xảy ra trong đoạn clip. Chuyện là như thế nào? Anh nói đi, tôi nghe đây. Chắc chắn là có người nào đó đã vô đây lắp camera. Lúc mình đi uống cà phê với dân, đã lén vô đây lấy thành phẩm. Rõ ràng đây là một cái bẫy. Ai đứng sau vụ này chứ? Ngoài cô ta ra, đâu có ai có động cơ hãm hại mình. Đây chỉ là mới cảnh cáo thôi. Muốn giữ cái mạng của mày, đứng sau người đàn bà xinh đẹp đó ra. Biết chưa mày? Hả mày? Đúng rồi. Đúng là nó rồi. Hèn chi nghe giọng nói cứ quen quen. Cô được lắm. Không thể để chuyện này tới tờ báo chí, sẽ ảnh hưởng tới KND.
Nếu trong một vườn hoa mà mọc lên vài cọng cỏ dại thì người làm vườn chắc chắn sẽ nhổ chúng thật sạch sẽ để cho hoa được sống khỏe. Con hiểu ý của ba chứ? Ba à, con phải sa thái cậu ta liền đi trước khi báo chí đánh hơi được. Con phải làm liền. Cho dù cậu ta là chồng của em vợ con thì cậu ta cũng phải trả giá cho những gì mà cậu ta đã làm. Ba cũng từng nghĩ cậu ta là một người tốt, sao lại làm ra ba cái chuyện này chứ? Nhưng mà ba, phòng thanh tra nói là anh không nhận tội. Anh nói là có người cố tình gài bẫy hãm hại anh á. Vậy có bằng chứng gì không? Dạ, nhưng còn đang điều tra ba. Ba thật sự không muốn chuyện tham nhũng này xảy ra ở K&D. Ba cũng không muốn K&D mang tai tiếng. Nói với phòng thanh tra là hoàn tất điều tra này càng sớm càng tốt. Dạ, con biết rồi. Con không đồng ý. Không thể nào vì danh tiếng của K&D mà vội vã điều tra rồi đổ tội cho ảnh được. Con biết chuyện này phải nhanh chóng khép lại, nhưng mà phải công tâm nha ba, tránh trường hợp người tốt bị hàm oan. Dạ, Ngọc Dân nói đúng đó ba. Con thấy cái việc mà cắt xén video rất là dễ dàng. Mình phải điều tra thật kỹ xem những gì Diệp Lâm nói có đúng là như vậy hay không. Được rồi, ba cũng không muốn người tốt bị hàm oan, đặc biệt là người có tài như cậu Diệp Lâm. Nhưng các con cũng phải đảm bảo là chuyện này cũng được lan truyền ra ngoài. Dạ, con biết rồi ba. Diệp Lâm, em không bao giờ tin chuyện đó. Ai lại nhẫn tâm hãm hại anh như vậy chứ? Anh nhất định sẽ tìm ra được người hại anh. Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy là anh trong sạch. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh. Anh phải mạnh mẽ lên, đừng để xuống tinh thần, đặc biệt là trong lúc này. Họ nói gì thì mặc kệ đi, nhất định mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Hmm.